Hôm nay Quân quyết định xả lỗ chiếc xe Toyota Vios 2020 bản E tự động anh chị. Thời điểm mới mua về thì Quân bán với giá 425 và được một thời gian thì giảm trả xuống 10 triệu. Và hôm nay quyết định xả lỗ con này 399 triệu thôi là anh chị đã mua được một chiếc xe số tự động 2020 đời cao anh chị nhá. Đây biển tỉnh chạy 98.000 cây anh chị. Xe một chủ không kinh doanh. Nội thất kem anh chị nhá. Bản ECVT thì khác một số như là khởi động thông minh này, thì được cái là chủ xe đã lên cái khởi động thông minh luôn rồi anh chị. Khởi động thông minh và khởi động bằng remote từ xa luôn anh chị nha. Xe này xe gia đình biển Tây Ninh, 98.000 km, một chủ mua mới từ đầu anh chị, bản E nha. Nhưng mà lên full bản G rồi anh chị, lên full bản G luôn rồi. Thì anh chị mà tìm kiếm một chiếc xe mà chạy gia đình hoặc là chạy kinh doanh với tài chính tầm dưới 400 thì có thể cân nhắc chiếc xe này ha. Lên full giống bản G này, khác cái điều hòa tự động thôi anh chị. Đây là điều hòa bằng núm xoay nha. Đó thì một vài tính năng không quá gọi là quá quan trọng. Thì chúng ta đã mua được một chiếc xe tài chính 400 triệu. Đây anh chị nhìn này, Vios ECVT bản tự động 399 triệu. Thời điểm mới mua thì Quân bán với giá 425. Sau một thời gian khá là chậm, thị trường khá là chậm thì Quân quyết định xả lỗ chiếc xe này, chỉ còn 399 triệu thôi. Thì anh chị đây là cái cơ hội rất là tuyệt vời để mình mua được một chiếc xe giá tốt anh chị nha. Đây anh chị nhìn này, lốp còn quả này còn zin theo xe luôn này, 2020 luôn ha. Chạy 98.000 cây mà khá là dày luôn. Đó, tiêu hao nhiên liệu con xe này thì rất là hợp lý ha. 4,7 cho tới 7,53 lít. Đó, rất là hợp lý luôn anh chị. Đó, vô lăng tần số ghế mới tinh luôn ha. Đây này, còn khá là tốt luôn. Vô lăng này anh chị nhìn này, rất là mới luôn ha. 98.000 cây. Đó, nhìn này. Táp ly này, rất là đẹp luôn ha. Quân sẽ mở cái động cơ cho anh chị xem nha. Động cơ chiếc xe. Gương thì cũng lên thêm, cũng có sẵn cái đèn xi nhan tích hợp trên gương, rất là an toàn nha anh chị. Đây động cơ dual VVTi, công nghệ của Toyota, tiết kiệm nhiên liệu và tăng công suất. Anh chị nhìn này, tất cả những đường keo chỉ, những cái ốc cabo còn nguyên bản luôn. Rồi tới ốc chân máy này anh chị, ốc chân máy cũng còn nguyên bản luôn ha. Những cái khung xương còn nguyên bản hết. Bên Quân bán cho chị thì cam kết không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy hộp số nguyên bản. Đó, máy móc rất là êm anh chị nha. Máy móc rất là êm luôn. Xe thì lên trang bị đầy đủ hết rồi. Đó, thì nếu anh chị quan tâm một chiếc xe số tự động Vios bền bỉ, chi phí bảo hành bảo dưỡng thấp và giá chưa tới 400 đâu, thì liên hệ ngay cho Quân tới số 18 Hiệp Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để coi xe anh chị nha. Quân bán chiếc xe này có hỗ trợ ngân hàng luôn anh chị, có hỗ trợ thu cũ đổi mới nha. Anh chị quan tâm một chiếc xe giá rẻ mà số tự động chạy bền bỉ thì cân nhắc chiếc Vios này anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã coi hết video.